Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2022. Thì em mới gọi điện thoại cho nhà xe mà nhà xe vẫn chưa tới, cho nên là làm một cái round cho các anh xem ở trong bến xe miền Đông ha. Rồi chút xíu nữa là có chuyền than, chuyền chống mái, rồi chuyền lửa, rồi có than đất nữa. Đó, bây giờ em sẽ làm một round cho các anh xem ở trong bến xe miền Đông. Sáng nay dậy sớm lắm, 5 giờ 20 ra khỏi nhà rồi. Đó, đi vòng vòng, rốt cuộc xe chưa tới rồi. Phải làm một round cho các anh xem ở trong bến xe miền Đông vào buổi sáng sớm ha. Trông khá là nhộn nhịp và phải nói là rất là đã ha. Bây giờ sẽ chạy ra một cái nhà xe ở bên Đắk Nông. Đó, nhà xe Hoàng Tâm ở bên Đắk Nông ha. Thì anh em nào muốn gửi đồ đi Đắk Nông hay là cái gì đó thì đó, có thể ghé gửi xe này ha. Xe này rất là rẻ đó. Xe này thì thường em hay gửi chim xe này nè. Đó, được mấy thùng, 5 thùng nha mọi người nha. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Ok tất cả mọi người ha, thì sáng nay là những cái thùng chim này em lấy ở bên xe Hoàng Tâm thì các anh cũng biết rồi ha. Còn cái thùng này nè, cái thùng này là cái thùng than đất ha. Đó, cái thùng này là cái thùng than đất, trễ là do cái thùng này nè. Rồi, trước khi mà quên nữa, hôm nay cũng phải nói là khá là nhiều chim, cho nên là em sẽ tranh thủ em ra hết xong xuôi đó em sẽ review một lần thôi, tổng thể lại cho các anh xem cho nó đỡ mất thời gian ha. Đó thì các anh cũng thấy rồi, mưa bão chim cò nó cũng không có nhiều. Bây giờ trước tiên em giới thiệu với lại tất cả mọi người, đây là một cái mẫu lồng họa mi xịn sò ha. Mẫu lồng họa mi phải nói là rất là xịn sò, anh trai ảnh nuôi coi như là ảnh tránh những cái trường hợp làm xiếc, cho nên là ảnh có phủ một cái lớp ở phía trên này nè để cho những cái chú chim nó tránh làm xiếc ha. Đó, cái lồng này giống như cái lồng ngày hôm kia em có đăng ha, nhưng mà cái lồng này thì khác cái lồng kia, là có nghĩa là lồng này nè, ông anh trai ổng chơi dạng như là muốn chơi lồng xịn nhưng mà không có điều kiện, cho nên là ổng mua những cái bờ cầu bờ cống này nè. Đó, ổng gắn vô này à, cái này là bằng nhựa chứ không phải là giả xương nha. Có nghĩa là cái lồng thường mà lồng xương mà nó làm bờ cầu bờ cống rồi này nọ thì giá nó tầm 2 triệu mấy lận, còn cái lồng này giá rẻ lắm, có 900k thôi, ba chân ba mắt luôn nha. Đây, ba chân ba mắt ha, bờ cầu bờ cống bằng nhựa trắng nè. Lồng này là còn mới nguyên, chưa có hư hao lai gãy bất cứ một cái nan nào hết. Đây là cái kiếm lá đề nè, kiếm này là kiếm lá đề, chân là chân mai, giống như cái lồng ngày hôm qua hôm kia vậy, em có bán á. Đó, thì cái giá nó cũng y chang ha, giá là 900k. Đó, thì như các anh cũng biết rồi, lồng là của khách gửi, chứ em thật sự ra mà nói thì nhà em cái điều kiện, cái diện tích nó không có nhiều, cho nên là thường em không có chữ lồng hay là chữ chim gì hết, cho nên là mấy anh cứ yên tâm ha, em có cái gì em sẽ bán cái đó, mấy anh khỏi phải hỏi. Đây, lồng này là cái nan là 2.8 ly nha mọi người nha. Cái này á, thì thường á, là ở trong miền Nam á, là sẽ gọi là cái lồng, còn ở ngoài Hà Nội thì người ta sẽ gọi là chiếc lồng. Thì giải thích sơ sơ với lại tất cả mọi người vì sao mà có người gọi cái, có người gọi chiếc ha. Tại vì chiếc á, là thường ở ngoài Hà Nội mua về làm kiểng không à. Đó, còn ở trong miền Nam là gọi là cái. Thì thường cái giống cái là nó sẽ đẻ, ví dụ như các anh gọi là cái lồng thì các anh sẽ phải tốn thêm cái tiền bỏ con chim vô đây nữa, gọi là cái lồng thì nó sẽ đẻ ra tiền nữa, đẻ ra thêm tiền gọi là cái. Hoặc là khi mà các anh mua cái lồng này xong, các anh bỏ chim vô các anh nuôi ha, ví dụ như hót đấu hay như thế nào, các anh bán đi các anh lại có tiền thì nó lại đẻ ra tiền gọi là cái lồng. Rồi bây giờ thể nào cũng có người bình luận là nói nhảm. Rồi, bây giờ em sẽ review. Ấy xin lỗi mọi người, em sẽ ra chim cho nó nhanh nhanh rồi em sẽ review tổng thể lại cho các anh cùng xem nha. Mọi người ơi, em ưu tiên em ra chim nhỏ trước nha. Thì bữa nay là có được bây giờ em sẽ review cho các anh xem nè. Cái thứ nhất là than đất mép ha. Than đất mép này giá là 120k ha. Chim lông mới rất là đẹp ha. Một bé nè. Rồi bên này là bé thứ hai nha. Đó, em sẽ tranh thủ em quay nhanh nhanh để em còn cho nó ăn sâu nữa. Em mới ra học nè, em chưa có cho ăn sâu nữa. Thì những cái dòng này là chim mới nha, chưa qua cám và ăn sâu và ăn cào cào non rồi ăn trứng kiến ha. Đó, đây là bé thứ ba nha mọi người nha. Đây là ba bé nè. Rồi bên này là bé thứ tư ha. Đều đồng giá là 120k một bé nha. Đó.
Bên này là thứ năm ha, thứ năm thì tướng nhỏ đẹp ha. Đó, đang nhìn nè. Rồi bên này là thứ sáu nha. Thứ sáu nè. Rồi bên này thứ bảy nè. Bên này thứ bảy ha. Rồi bên này là thứ 8 nè. Đó, thứ 8 nè. Lông lưng đỏ rất là nhiều ha. Rồi bên này là thứ 9 nè. Rồi. Tới thứ 10 là cái cặp zin nha. Cặp zin này nè, chim này là chim rất là tơ ha. Đây nè, nó mới là chim chuyền, nó mới chỗ lông xong. Đó, chim mái là bên tay trái, chim trống là bên tay phải ha. Thì nguyên một cặp như thế này, giá là 250k ha, một cặp nè. Bên này cặp này nữa là hai cặp nè. Đó, rất là đẹp ha. Cặp này thì trống đẹp lắm. Rồi bên này là cặp thứ ba ha. Đó, thì bữa nay là coi như là có được 3 cặp than đất zin. 3 cặp than đất zin và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 than đất mép nha. Than đất mép mà chim trống không á là giá là 120k ha, còn cặp zin như vậy là giá là 250k. Rồi, bây giờ em sẽ cho nó ăn sâu cái đã, rồi em sẽ tiếp tục em review những cái dòng chè than chuyền chống mái và chè lửa cho các anh cùng xem nhé. Ta nói là một mình nó ăn một mình cho nên là đôi khi nó cũng khổ lắm mọi người ha. Đó, bây giờ em sẽ review cho các anh xem nãy giờ em ra những cái dòng chim gì nè. Trước tiên á thì bữa nay em giới thiệu với tất cả mọi người thì bữa nay là có được 7 than mái chuyền nha mọi người nha. Than mái chuyền thì đều đồng giá là 150k. Đó, rất là đẹp ha. Và cái thứ hai là ở đây em bán em không có bao ship nha mọi người nha. Anh em nào ở tỉnh nếu mà có mua than mái mua giúp em 3 4 bé đi, em gửi ra xe cho nó dễ nha. Có 150k thôi. Nếu mà anh em mua một bé thì anh em tính phí xe ôm ra nhà xe giúp em nha. Đó, đây là số 3 nè, than mái này là số 3 nè, than mái chuyền số 3 ha. Lấy nét lại, đó, lấy nét lại liền ha. Rồi bên này là than mái chuyền số 4. Đó, đây là cái hộp nó có số nha. Cái hộp này có số bên trong nha mọi người nha. Đây là số 4 nè. Than mái chuyền nha. Mắt móng mỏ tay chân đầy đủ hết nha. Đây số 5. Rồi bên này là số 6 ha, số 6 thì khá là bự. Rồi bên này là số 7, đó là than mái cuối cùng. Thì bữa nay là có được 7 than mái ha. Và có được đây là một bé than mép. Cái này là than mép nha, chứ không phải là than bổ nha. Có nghĩa là cái con chim chuyền nó đang chỗ lông lên xong, mép còn vàng khè ha. Thì giá nó là 350k, đây là ô số 8 nha. Bên này mới than bội nè, bên này số 9 nè, than bội giá là 300k nha. Đây số 9 nè. Đó, than bội thì giá 300k. Đó, lông rất là cũ ha. Bên này than bội nữa nè. Đó, cũng là 300k ha. Đây số 10 nè. Rồi, qua bên này review cho các anh xem. Bữa nay là có được một cặp chè lửa chuyền chống mái. Thì chim chống giá là 450k ha, chim mái giá là 200k. Đó, bữa nay là coi như là mái nhiều cho nên là bán rẻ cho anh em về nuôi ha. Đó, chim mái nè. Đây, chim mái nha. Còn chim trống nè. Đó, nó cứ chạy lăng xăng lên nè. Chim trống giá là 450k nha. Bên này chim mái luôn nè. Đây, lửa mái nha. Lửa mái này có hai bé nè. Đó, 200k. Bữa nay là coi như là lửa mái 200k nha. Lửa mái chuyền. Ồ, đây than chuyền nè. Than chuyền trống này chỗ khá nhiều nè. Giá là 400k nha. Rồi qua bên này coi còn gì nữa không? Còn gì review nốt nè. Rồi bây giờ tới review 15 chè than chuyền chống nha. Đây nè. Đây là ô số 1 nè. Bữa nay là mẫu to dài xòe lắm luôn nha mọi người nha. Đó, than chuyền chống giá là 400k nha. 1 nè. 2 nè. Đây số 2 nha. Đây là số 2 nè. Wow, rất là đẹp ha. Giống như lai chim bông vậy. Rồi bên này số 3 ha. Số 3 này hot rồi nè. Đây số 3 nè, hot rồi nha. Bên này số 4 thì mẫu này xòe rất là to ha. Đây số 4 nha. Rồi qua này số 5 ha, số 5 thì mẫu rất là dài. Cái đuôi nó dài giống như chòe lửa vậy đó. Đây số 5 nè. Đó số 5 ha. Qua bên này số 6 nè. Đây số 6 nha. Số 6 thì rất là dạng nè. Này số 7 nè, số 7 thì rất là to nè. Anh em chịu khó chọn số giúp em nha. Đây số 7 ha, to dài xòe. Rồi bên này là số 8 nè. Số 8 này cũng dài lắm. Số 8 này dài giống như số 5 vậy. Đâu rồi, nó cứ núp qua bên. Rồi bên này là số 9 nè. Đây số 9 nha. Rồi bên này số 10 nè. Số 10 xòe to ha.
Số 10 xòe to và tướng cũng rất là to. Đây số 11. Đây số 11 nha. Rồi bên này là số 12 nè. Wow, rất là đẹp ha. Bên này số 13. Số 13, số 13 giống như cái bài hát của thiếu nhi, con cóc nó nằm trong góc. Đây số 13 nha. Đây số 14 nè. Đó, số 14 nè. Ồ đó, cú xuống nhìn lên ha. Cú xuống rồi trình trình diện lên ha. Số 14 nè. Rồi bên này số 15. Số 15 là cuối cùng rồi ha. Xòe rất là to ha. Lại chạy đi đâu rồi? Đó, đó, đó. Đây số 15 nha. Rồi bye bye và chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều vui vẻ.